Thế là mình quen một người bạn trai nào đó, mình cảm thấy người này tương đối ưng ý, cái tống nó đi thiện nguyện mấy ngày trên vùng cao, xong tống nó vào khóa thiền, nó dựng hết tóc gáy lên, nó bỏ nó chạy. Nên chúng ta thiếu cái sự uyển chuyển, sự khéo léo uyển chuyển trong đời sống là trí tuệ đấy. Rất nhiều chuyên gia giáo dục, rất nhiều hiệu trưởng đến trường Tuệ Đức. Sau khi đi thăm một vòng, chui vào phòng tôi, gặp tôi. Câu đầu tiên họ nói là gì các bạn biết không? Trường của thầy Quân chắc dạy kỹ năng nhiều lắm hả? Tôi cười, tôi nói trường của tôi dạy vô cùng ít kỹ năng, đặc biệt kỹ năng mềm gần như không dạy. Trường của tôi tập trung vào đạo đức chứ không tập trung vào kỹ năng. Nếu thiếu đạo đức, mọi kỹ năng đều trở thành vô nghĩa. Nếu thiếu đạo đức, mọi kỹ năng đều trở thành vô nghĩa. Một bác sĩ, kỹ năng chữa bệnh rất giỏi, kỹ năng dụ dỗ bệnh nhân rất giỏi, nhưng thiếu y đức thì sẽ nuôi bệnh nhân suốt mấy năm trời để họ trở thành cái máy đẻ ra tiền cho phòng khám. Còn một cái người mà bác sĩ thực sự có y đức, họ sẽ nỗ lực chữa đúng 3 lần phải dứt cái bệnh này vậy. Mà dứt bệnh thì họ đâu còn quay trở lại phòng khám mình nữa, đúng không? Một người bác sĩ có y đức là gì? Là bệnh viện càng ngày càng vắng bệnh nhân là người bác sĩ có y đức. Ngành của anh là ngành sức khỏe, mà người dân càng ngày bệnh càng nhiều là ngành của anh không tròn vai. Giáo dục là gì? Là người dân càng ngày càng dân trí càng cao, sự hiểu biết càng sâu sắc, nhân cách đạo đức càng triển nở, thì đấy là trách nhiệm của ngành giáo dục. Chứ đâu phải nhồi nhét kiến thức, trách nhiệm của ngành giáo dục. Nên học sinh đua thành tích và đi học thêm rất nhiều là ngành giáo dục đã tự phá sản, tự làm sai trách nhiệm của mình. Mình cứ nhìn sâu vào thôi, chứ không phải thấy học sinh nó đi học đông làm nói là ngành giáo dục tròn vai đâu. Tròn vai là nó đi học ban ngày, xong thì ban đêm nó phải đi học thêm nữa. Và hành vi ứng xử của học sinh của mình, giáo viên của mình bước ra ngoài đời, tất cả những người nhìn vào thì đúng, học sinh Việt Nam tốt. Cái bằng Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới, tụi nó mong cầu người Việt đến làm việc vì cái bằng nó chất lượng. Còn đây nó vứt cái bằng mình vào sọ rác, nó bắt học lại. Vậy mà mình vỗ ngực xưng tên là ngành giáo dục tốt, thì tốt chỗ nào? Các bạn hình dung chưa? Tập nhìn sâu vào. Nên trong ba cột đạo đức, trí tuệ, nghị lực, cột trí tuệ luôn luôn dẫn đầu. Thiếu trí tuệ thì tình yêu trở nên mù quáng và nghị lực trở nên vô ích. Nghị lực không có trí tuệ dẫn đầu, nó sẽ làm cản. Tình yêu không có trí tuệ dẫn đầu, nó sẽ mù quáng, tình yêu si mê. Nó nguy hiểm, trí tuệ rất quan trọng. Yeah. Trong những lần làm quen bạn trai bạn gái, làm sao đưa ba gốc vào? Câu số 4. Đi chơi với bạn trai, đi chơi với bạn gái mà kẹp ba gốc vào. Và đứa nào không chịu nổi ba gốc thì thôi, đừng nhận nó làm bạn mình nữa. Cho nó thành bè thôi. Đấy, các bạn giơ tay kìa, chuyển mic. Đây. Rồi, em giới thiệu về bản thân trước đi. Em chào thầy. Em chào tất cả mọi người. Em tên là Quỳnh, tên đầy đủ là Lê Thị Thúy Quỳnh ạ. Em là học viên của nhóm nhân sự kế thừa của cô Kim Sơn. Em xin trả lời. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 24 tuổi ạ. Có người yêu chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi, chưa cưới đúng không? Chưa ạ. Rồi, bây giờ miêu tả cách kẹp ba gốc vào những lần dắt nó đi chơi. Rồi. Em cũng xin chia sẻ câu chuyện thật của em về cái kẹp ba gốc trong việc làm quen bạn trai bạn gái. Câu chuyện của em là được người yêu độ em. Bình thường em cũng không biết đâu ạ. Trước thì em cũng là thích chơi, thích đi chơi, thích làm đẹp và thích kiểu nói như thầy là ba độc, toàn ba độc thôi ạ. Sau đấy thì làm sao để đầu tiên từ một người không có thể tiếp cận được và không cái tâm tức chưa muốn tiếp cận, làm sao để tiếp cận được với ba gốc? Thì đầu tiên người yêu em là chưa có luồn cái gì cả, nhưng đầu tiên là thay vì bạn ấy tán em thì bạn sẽ, tâm lý của bạn là sẽ làm bạn với em, lắng nghe em, đồng hành cùng với em, như là lắng nghe để hiểu những cái vấn đề sâu thẳm trong mỗi người. Ai cũng có những vấn đề riêng cả, những cái nỗi đau, những cái vấn đề trong cuộc sống mà không xử lý được, thì đầu tiên bạn lắng nghe. Và em cảm thấy
dần dần em mới tin tưởng và trong tâm lý mình đón nhận một người bạn. Thì sau đấy mình mới tin tưởng người này, và sau đấy thì bạn ấy mới bắt đầu luồn ba gốc vào. Tức là bạn ấy biết đầu tiên phải hiểu được vấn đề của cái người mà mình đang muốn độ gặp vấn đề gì, vấn đề họ quan tâm là gì, gia đình hay là công việc. Và bạn bắt đầu giới thiệu cho em những cuốn sách ba gốc, nhưng ví dụ như là Hiểu về trái tim của thầy Thích Minh Niệm, gửi cho em những video của thầy Trần Việt Quân, hay là của những các thầy khác, nhưng mà phải đúng vấn đề của em. Bắt đầu em nghe, bắt đầu em chạm, dần dần bản thân em sẽ tự tò mò và tự tìm hiểu một cách nó với câu chuyện của em là một cách nó tự nhiên như thế. Và sau đấy dần dần thì những buổi làm quen, thay vì trước đây có thể là bạn ấy vẫn đồng hành cùng với em, ví dụ như là xem em thích cái gì, ví dụ như là thích đi ăn đúng không thì đi ăn, mà thích đi ngắm cảnh hay đi chơi thì đi. Tức là đầu tiên thì vẫn là theo cái sở thích của em, nhưng sau đấy bạn ấy rủ em có thể là đi leo núi hoặc là đi những buổi dã ngoại cùng với các anh chị trong cộng đồng, đi làm thiện nguyện. Nhưng mà lúc đấy mình đã đủ tin tưởng họ rồi, thì bắt đầu là mình được đưa vào môi trường Tam Bảo. Và từ đấy thì là dần dần sau đấy thì dễ kẹp hơn ạ. Hoặc là dễ kẹp ba gốc. Vâng ạ. Rồi, cái hành trình của anh chàng bạn trai đó độ em như vậy là mất bao nhiêu lâu, mấy tháng? Dạ, đợt đấy là bị Covid thầy ạ, nên là mất trong vòng 6 tháng. Là bạn làm bạn với em trong 6 tháng để hiểu em. Sau đấy thì bắt đầu gặp nhau được rồi thì bắt đầu mới đi, có thể đi được. Nó thực tế hơn ạ. Vậy là tổng cộng từ thời đó đến bây giờ là được mấy năm, 2 năm chưa? Dạ chưa, hơn gần 2 năm. Gần 2 năm. Thế bạn đó bữa nay có ngồi đây không? Dạ không ạ. Không ngồi đây. Bạn đã học hết rồi hả? Vâng ạ, bạn ấy học thầy từ năm bạn 19 tuổi. Thì cũng đang là đăng ký vào BKE trong giai đoạn này, nhưng mà vậy là bạn trẻ tuổi hơn em. 99 ạ, em 22, em 98. À, tức là bạn trẻ hơn em 1 tuổi. Vâng. À, bạn cũng can đảm đấy, nghị lực đấy. Các bạn nhớ cái cột nghị lực ngày hôm qua không? Dũng nhẫn và tĩnh, lấy vợ là nghị lực đấy. Có người yêu hơn tuổi là nghị lực đấy. Trong kinh điển, Đức Phật có một bài kinh rất hay, gọi là bài kinh là Kinh Bảy Loại Vợ. Các bạn lên trên Google mà tra Kinh Bảy Loại Vợ nha. Các bạn có thể gõ chữ là Đức Phật nói về bảy loại vợ cũng ra, hoặc là Kinh Bảy Loại Vợ, enter là nó ra. Thì trong đó nó có một loại là vợ như mẹ, lấy vợ như lấy mẹ. Có một bà mẹ phải xuất hiện trong nhà mình, cái gì cũng chỉ bảo mình hết. Nên em lớn hơn bạn nó 1 tuổi phải hết sức cẩn trọng, về sau coi chừng lấy về một thời gian mình biến thành mẹ nó. Cảnh giác nhá. Cảnh giác. Thế bây giờ là em được độ như vậy rồi đúng không? Tức là trường hợp em là nạn nhân đúng không? Vâng. Tức là mình là cái người vô tình mình được độ, còn bạn kia là bạn chủ động, bạn kiện cao thủ đấy đúng không? Tức là tuổi trẻ nhưng mà tài cao, thế cũng được. Thế em suy xét ba gốc của bạn nó ngon không? Dạ như thầy nói thì là có tố chất ba gốc ạ. Ngon không? Thấy ngon không? Dạ bây giờ yêu thì tất nhiên là thấy ngon rồi ạ. Để trải nghiệm thêm nha, trải nghiệm thêm, tức là quan sát thêm, quan sát phân tích đúc kết thêm nha. Rồi. Trách nhiệm của chúng ta là cùng nhau phải vun đắp ba gốc. À. Rồi, cảm ơn em. Một tình huống rất hay. À. À, cách đây mấy khóa có một bạn lên trình bày là em quen bạn trai là đầu tiên em rủ nó đi làm thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa. Xong cái thứ hai em rủ nó đi mấy khóa thiền. Đó. Mà nếu mà đi thiện nguyện vùng sâu vùng xa mà mấy khóa thiền nó không đi là em không quen. Thế là tôi mới hỏi em là thế mấy năm rồi em quen được mấy đứa? Thì nó bảo em chưa quen được đứa nào. Tức là bạn nó bạo lực quá.
Phải như cái bạn nam độ bạn này này, 6 tháng tìm hiểu sở thích của bạn này rồi kẹp vô thì thành công. Còn bạn nữ kia bạo lực quá, học xong về áp dụng dập khuôn, học xong đẩy sang hành liền, thiếu chữ hiểu. Thế là mình quen một người bạn trai nào đó, mình cảm thấy người này tương đối ưng ý, cái tống nó đi thiện nguyện mấy ngày trên vùng cao, xong tống nó vào khóa thiền, nó dựng hết tóc gáy lên, nó bỏ nó chạy. Nên chúng ta thiếu cái sự uyển chuyển, sự khéo léo uyển chuyển trong đời sống là trí tuệ đấy. Trường của tôi tập trung vào đạo đức chứ không tập trung vào kỹ năng. Nếu thiếu đạo đức, mọi kỹ năng đều trở thành vô nghĩa.